Lợi tức đầu tư là gì? Lợi tức đầu tư là lợi nhuận nhà đầu tư thu được từ đầu tư, là khoản tiền bạn nhận lại được từ số tiền bạn bỏ ra. Vậy bạn được bao nhiêu khi đầu tư vào SHIB? Đó là bạn được tiếp cận một nền kinh tế tiềm năng phát triển năng động, với một hệ thống thuế và luật pháp hiện đại và hấp dẫn. Bạn được hưởng các dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao và làm việc với đội ngũ nhân viên trình độ cao và đa ngôn ngữ. Bạn được đến một nơi giao thương thuận tiện. Nhưng bạn cũng sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa, như một khoản lợi tức từ đầu tư của bạn khi đến với SHIB, một điểm đến khó tìm mà bạn đang tìm kiếm để đầu tư. Bạn tìm được một nơi an toàn cho bạn, nhân viên của bạn, doanh nghiệp của bạn. SHIB là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trên thế giới. Với khí hậu Địa Trung Hải, tại SHIB, một nơi đầy nắng, bạn có thể tận hưởng gần 300 ngày nắng mỗi năm. Chỉ với 30 phút lái xe, bạn sẽ đến với bãi biển xinh đẹp và những ngọn núi thanh bình. SHIB là một điểm đến văn hóa và bạn có thể tìm hiểu lịch sử 12.000 năm qua các bảo tàng, các địa điểm khảo cổ và tôn giáo. Bạn được thưởng thức những buổi biểu diễn cổ điển và hiện đại và chơi mọi môn thể thao. Một lối sống năng động và nhiều hơn thế nữa. Bạn không bao giờ có phút giây buồn tẻ, trừ khi bạn muốn lắng xuống và thư giãn tại nhiều resort khác nhau, hoặc những chuyến du ngoạn thiên nhiên, hay đến với những ngôi làng đẹp như tranh vẽ. Con cái và gia đình bạn được đến một đất nước tuyệt vời, nơi có hơn 90 trường học quốc tế cao cấp, sân chơi, công viên và các sự kiện dành cho gia đình quanh năm. Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn không thể có được những gì tốt đẹp nhất trên thế giới, nhưng tại SHIB mọi chuyện đều có thể. Một quốc gia đặc biệt để kinh doanh và là nơi lý tưởng để sống. Ở một đất nước mà lợi tức đầu tư của bạn không chỉ dừng lại ở số lượng mà còn ở chất lượng cuộc sống của gia đình và các bạn hàng kinh doanh của bạn. Các khoản đầu tư của bạn sẽ mang lại lợi nhuận kinh doanh dài hạn và là phần thưởng cá nhân độc đáo. Đây là lúc để bạn xác định lại các khoản lợi tức đầu tư. Đã đến lúc đầu tư vào SHIB.